Xin chào tất cả mọi người, mình là Phi, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái kè áo hình hoa cúc nở xòe như trên áo của mình nè. Chúng ta cùng thực hiện nha mọi người. Để làm nên một cái hoa kè áo hoa cúc mà dạng hoa nở thì cũng không khác gì với hoa cúc trắng hơ hởm mình đã hướng dẫn, thì chúng ta cũng cần có những cái phụ kiện để cho nó đẹp hơn. Cái đồ để chúng ta gài cái hoa lên áo, kim chỉ, kéo và tất nhiên là ribbon. Các bạn hãy lựa chọn màu ribbon mà các bạn thích. Ở đây thì mình sẽ chọn ribbon vàng. Và các bạn cắt cho mình hai đoạn như thế này. Đoạn này thì có độ dài từ 4,5 đến 5 cm. Và cái đoạn ngắn thì từ 4 đến 4,5 cm. Cái đoạn dài các bạn cắt cho mình 25 cánh. Và cái đoạn ngắn thì các bạn cắt cho mình khoảng 20 đến 21 cánh là được rồi. Và chúng ta sẽ thực hiện tương tự giống như là hoa cúc trắng vậy. Thì chúng ta cùng thực hiện nha. Sau khi cắt được hai phần của cánh hoa, một đoạn dài và một đoạn ngắn, thì các bạn bắt đầu tỉa nhọn một đầu của cánh hoa và tỉa hai phần luôn nha. Phần 20 cánh và phần 25 cánh, cánh dài là 25 và cánh ngắn là 20. Các bạn tỉa nhọn một đầu như thế này cho mình và để riêng ra nha mọi người. Cánh ngắn các bạn để riêng và cánh dài các bạn để riêng nha. Sau đó chúng ta tiến hành hơ cái cánh hoa này. Các bạn hơ hai bên mép và để dưới lửa ở mức khoảng là khoảng 1 cm thì cái cánh hoa nó sẽ cụp vào. Đây, nó như thế này nha cả nhà. Rồi chúng ta sẽ gấp cái đầu này lại, dùng cây nhíp hoặc là cây gấp như mình, hoặc là các bạn không làm cũng được, các bạn sẽ dùng chỉ, dùng kim để mai nó lại luôn. Đây, chúng ta được một cánh như thế này. Mình làm lại một lần nữa nha. Sau khi mình đã hơ xong rồi thì mình sẽ kết những cái cánh hoa lại. Bây giờ mình sẽ kết cái cánh hoa ngắn trước nha cả nhà. Các bạn phải để riêng. Hoa dài các bạn kết riêng và hoa ngắn các bạn kết riêng. Hồi nãy mình làm biến quá, mình không có hơ cái phần ở dưới đây, cho nên bây giờ mình gặp lại và mình mai vô như thế này. Các bạn không hơ thì các bạn gặp lại và mai vô như vậy. Súng để chúng ta đính hai cái hoa này lại với nhau. Mà không có keo súng thì các bạn mai vào, hoặc là các bạn dùng keo súng rồi các bạn lấy hộp bẹt các bạn đốt á thì cũng được. Các bạn đính nó vào. Đây các bạn thấy không? Rồi ở đây mình có cái phụ kiện nè để mình che đi cái lỗ hở trên cái hoa của mình. Thì mình cũng sẽ dán cái hoa mình vào. Các bạn cũng dùng keo súng.
và chúng ta sẽ đính nó vào, các bạn canh cho nó đều nha. Đó. Rồi ở phía hồi nãy lúc mà mình đính đó, thì mình quên các bạn phải dán vào thêm để cho cái hoa của chúng ta nó đẹp, thì còn được nên mình sẽ các bạn gấp cho nó gọn gọn lại. Đây. Rồi chúng ta sẽ dán vào đây. Các bạn chia nó đều đều ra nha. Hồi nãy mình quên mai mốt các bạn lưu ý ở cái đoạn đó giúp mình nhé. Bây giờ mình phải tháo nó ra, mình cho nó một ít keo vào đây rồi mình trục nó vô. Rồi như thế đó. Rồi cái này thì mình sẽ dán nó vào đây, thì mình sẽ đơn keo lại. Cái này là tại vì mình không có nhớ nha mọi người, cái mình phải dán ngay từ đầu hồi nãy chứ không phải là đợi đến bây giờ mới dán. Đây. Rồi chúng ta sẽ chỉnh nó lại một tí. Rồi chúng ta đã sắp hoàn thành rồi. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần dán cái mặt sau này. Chúng ta dùng cái nỉ này chúng ta dán nó lên. Bạn tỉa cái nỉ này lại cho đều một chút. Rồi các bạn sẽ dán cái này lên cái nỉ. Các bạn có thể dùng thêm một miếng nỉ nữa để dán chồng nó lên, hoặc là để như thế này cũng được. Đây, các bạn có thể dùng thêm một miếng nỉ nữa để dán chồng nó lên như thế này. Còn các bạn không thích thì các bạn có thể để như thế này. Ở đây thì người ta cho mình cái kẹp kim, mình sẽ đứt lại cái này. Nhưng mà các bạn không thích thì các bạn có thể thay bằng cái nút này nha. Đây. Vậy là mình đã hoàn thành rồi nè. Sau một hồi thì mình đã hoàn thành được cái hoa cà áo hình bông cúc như thế này rồi. Không quá khó với không cả nhà mà lại cũng rất là đơn giản thôi chứ không có phức tạp. Mình hy vọng với những chia sẻ của mình có thể giúp cho các bạn có thể tạo nên một cái cà áo dành cho bản thân hoặc là dành tặng cho những người mà các bạn yêu mến. Mình rất vui vì được chia sẻ những điều mình thích với tất cả mọi người. Nếu mà yêu thích hãy đăng ký kênh ủng hộ mình hoặc là like cho video của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở một video mới nha. Chào tạm biệt mọi người.